Quay à? Thì trước tiên là em sẽ hướng dẫn anh em cái phần nét tướng ngoài trời. Thì những cái phần nét tướng ngoài trời thì anh em mình nhìn vào cái sơ đồ đánh số thiết bị ấy, và cái sơ đồ phương thức bảo vệ ấy, thì mình sẽ biết được là các thiết bị nó sẽ ở đâu, vị trí như thế nào. Đấy. Trước tiên là em sẽ giới thiệu với anh em cái phần máy dẫn áp. Dẫn áp là cái phần quan trọng nhất của một cái máy dẫn áp và nó có giá trị lớn nhất. Đấy. Thì tất cả những cái thiết bị xung quanh ấy, nó đều bảo vệ cho cái máy dẫn áp. Ví dụ như là máy cắt chẳng hạn, và cái bi, cái điện, cái thứ là nó quy quy nó bảo vệ cái phần này. Đấy. Thì máy biến áp ấy thì anh em chú ý nó là chuyển điện năng ở mình ấy, nó chuyển từ cấp 110 kV sang cấp 2 kV ở cửa hàng kinh tế ấy. Thì anh em sẽ quan trọng nhất của cái phần máy biến áp ấy, nó sẽ có cái là OLTC. OLTC là tủ bên này đấy, tủ bên phải anh em nhìn thấy đấy, còn tủ bên trái là tủ điều khiển quạt đấy. Thì anh em mình sẽ có thể đến để mình xem. Nó cũng giống như các thiết bị khác là nó sẽ có các chế độ. Ví dụ như là em nói qua cái OLTC trước chẳng hạn. Đấy. Nó sẽ có cái ác động cơ. Đấy, nó sẽ có, đây là hiển thị chỉ thị nấc. Đấy, hiện tại là nó đang nấc 9. Anh em thấy đấy, nó đang nấc 9, nó đang chỉ nấc 9. Còn lại là đây mình sẽ quan tâm, đây là nó có cái mũi tên đi xuống này. Đấy, là giảm nấc. Đoạn thang này là giảm nấc. Còn mũi tên đi lên ấy là tăng lên, là tăng nấc. Còn lại cái khóa này ấy nó sẽ chỉ vị trí cái vòng tròn ở bên ngoài này ấy, là ở xa, nó ở xa. Còn cái này là vị trí tại chỗ thì vòng tròn nó ở bên trong. Thì lúc mà anh em muốn điều khiển tại đây chẳng hạn thì anh em sẽ quay vào đây. Đấy, nó sẽ điều khiển tại đây. Còn nếu mà anh em muốn điều khiển ngoài xa thì anh em sẽ vào đây. Vào đây thì anh em sẽ điều khiển ở trong kia. Đấy. Còn cái điểm còn ô cái nút này ấy là nút dừng khẩn cấp. Ví dụ như là trong quá trình mình thao tác mà mình thao tác chưa đúng chẳng hạn, mình muốn dừng lại thì mình bấm vào nút stop này. Stop emergency là nút dừng khẩn cấp. Tức là nó đang quay thì nó sẽ làm thao tác là dừng lại. Đấy. Sau khi nó dừng lại ấy, thì là mình sẽ quay cho nó về cái nấc mà trước khi mình thao tác ấy, xong bắt đầu là mình lại bật áp lên, vì mình dừng khẩn cấp này là nó sẽ tắt cái áp đi, nó sẽ không điều được nấc nữa. Thế là cái tủ OLTC nó là như vậy. Thì sau tủ OLTC thì em sẽ hướng dẫn anh em tủ mở trong ra xem, giới thiệu anh em cho nó. Cái phần trong này ấy thì đây nó sẽ có cái động cơ, cái chỉ nấc mà em chỉ anh em thôi, đâu có ạt gì đâu. Còn còn cái phần này ấy, thì nó liên quan với mạch tiếng rồi, thì anh em xem bản vẽ không? À, thì mấy cái ạt này, cái ạt trên này này, ngoài này nào, mở đóng vô đâu, đây là vụ của tinh cãi đấy, anh thì áp động cơ đây, áp có nguồn 3 pha, nguồn 2 chiều này, 1 chiều này. Chữ ô đấy là để quay bằng tay, chữ ô là mình có cái cần, lúc mà mất điện hay tại chỗ không được mình quay bằng tay. Mình quay bằng tay. Đây nấc này đúng không? Vâng, đúng rồi. Nấc là vị trí từ xa này, từ cả tại chỗ này. Còn ở trên đó anh. F2 F1 là gì anh? CB F1 F2. Quay bằng tay, quay tên. Cái nào? Hả? Quay bằng tay á? Cái kia đâu á? Cái lốc. Cần đâu rồi? Đây. Cho tiền quay thử anh. Trên cái lốc, trên cái vai này đúng không? Thử rồi. Anh thử thao tác một cái đi anh. Thử quay lắm. Tại chỗ thôi. Đây tại chỗ nhỉ. Quay hai cái luôn bằng điện mình. Thử gắn. Quay quả đó mà. Quả xong quay được. Thảo cái miếng mô đồ cái lốc quay. Chưa tháo ra. Lốc đi vai thôi, cái để nguyên đi được. Cái trường hợp nghi hữu thôi. Không, bây giờ phải giờ cho tụi em quay thử chứ, bây giờ vài bữa rồi nó quay không được rồi sao? Có hy hữu hơn mở ra rồi tụi em cũng chưa thử quay. Sao là thèm quay vậy? Quay bác ghế thôi. Đường bác ghế đứng lên thôi.
có hoa khế nha, anh có hoa khế không anh? Chị ăn không có hoa khế rồi. À, lấy cái hoa khế bạn ra. Không anh cho tại chỗ ra, cho tại chỗ ra. Chỗ rất đơn giản anh em nhé, em quay đây xong bắt đầu ví dụ tăng đất chẳng hạn. Rất đơn giản. Thế nhưng mà cái chuyển đến lớp 10 rồi đúng không? Dạ. Cái đấy thì theo kiểu thôi, theo vận hành mình để nó bao nhiêu mình cứ để bấy nhiêu thôi. Cái tài tù nó giảm này. Đơn giản, chỉ vặn khóa thôi. Rồi bây giờ ví dụ như anh vặn một cái thao tác bị lỗi thì bây giờ mình nhấn emergency đó thì cái là nó nhảy cái OS nào vậy anh? Như nãy anh nói nó chỉ dừng cái anh đang bật đúng không? Đấy, nó nhảy ô luôn. À. Nhảy át động cơ. Để bật lên. Mở nó ra. Xoay. Ok anh em hiểu đúng không? Ủa hai cái bị ít một cái. Không có hoa khế à luôn. Cái F1 với F2 là có gì vậy? Cái này là sau cấp nguồn mình xem bản vẽ thì nó sẽ ghi rõ mà. Mình đo đấy. Khi lại những đồ đi từ cái phòng. Rồi qua mạch fan đi. Như anh ạ. Anh em sang fan nhá, cái này để mở kiếm cái mở ra đã. Sang fan trước đã nhá. Bây giờ là mỗi khi muốn thao tác bằng tay là phải tháo cái đồ trên nó ra hả? Để tháo cái lốc kia ra. Cái đấy trường hợp là trường hợp mà tối thiểu không làm gì có máy vinap này phải quay bằng tay thì phải lấy làm cái đấy thôi. Vậy là khi nào mình quay bằng tay anh? Tại chỗ không được quay bằng tay thôi. Là lúc bây giờ máy vinap đang mang điện em thao tác quay tay có được không? Mang điện á? Dạ. Chắc em phải được chứ. Anh có tăng hoặc giảm cái gì? Đúng rồi. Được. Được luôn hả? À, từ từ anh em hỏi cái anh dạ. Thì cái nút emergency đó khi anh nhấn vô là ý vâng. Là bây giờ em đang đổ đất từ 10 xuống 9 đi vâng thì bây giờ em để tới 9 rồi em chỉnh lại cũng được chứ cần gì đâu cái nút đó ý nghĩa gì vậy? Nút đấy thì khi nó đang quay anh không muốn nó lên nước 10 chẳng hạn đúng không anh ấn vào cái thì nó dừng nó không lên được nước 10 thì lúc đó em phải chỉnh nó xuống lại đúng rồi anh phải chỉnh nó xuống lại 9 xong bắt đầu anh xéo nút ra cho nó gọi là mình không điều được lên lớp 10 thôi. Nó dừng khẩn cấp, nó không thực thi lên lớp 10. Có một cái em hỏi như là nếu mà ví dụ là khi nó lên lớp 10 thì nó có vấn đề gì mà tại mà tại thì mình lại thiết kế cái chỗ mà khẩn cấp hay đó. Tức là ấy, ví dụ như là anh bây giờ anh phải vận hành lớp 10 chẳng hạn. Dạ. Yeah. Nhưng mà anh lại nhỡ lỡ anh cho lên lớp 11 thì anh phải dừng khẩn cấp để nó không lên lớp 11. Vì lạnh. Đúng không? Nếu mà như vậy đi. Nếu mà như vậy ở cái trạng thái lơ lửng đó thì là cái điện áp thì nó thuộc cái mức nào? Nó vẫn nó thuộc nút chính nút cái nấc mà nó đang đúng nó rồi, chưa nấc, hết nấc mà nó chưa chuyển. À, chưa chuyển. Đúng rồi. Thì nó mới sinh ra nút chuyển khẩn cấp. À. Đấy. Thì nó có ý nghĩa là như thế. Anh em cứ tìm hiểu đi, nếu mà xong rồi thì mình sang bên Phan. Qua bên Phan nhé. Qua bên kia. Chuyển về remote luôn em, tí nữa phải có chạy ra bật. Còn anh em xem xong thì mình lưu ý là mình phải đóng cửa tủ lại. Tránh tình trạng là mưa gió và nắng nước ảnh hưởng thiết bị. Dạ, lát anh cho em mua quay thì anh cho em mở để em quay thử. Vâng vâng thì có cái hoa khế thì mở. Rồi anh làm sao đấy anh nhét cái hoa khế nó nằm đâu đây cho tụi em. Hoa khế không có. Đi theo thiết bị về về kiếm. Anh cả nay mình về hơi sáng cái nhà mình yêu cầu gì nó có cho mở cái kia nó. Thì là người ta đang để lốc bởi vì khuyến cáo của nhà sản xuất là không thao tác bằng tay, bằng điện thôi, mình chơi bằng điện thôi. Ừ. Không thử thao tác rồi nhắn MC thử nó chạy người không còn cái chi này tụi em cũng chưa có không có cái lúc nào hồi giao đưa chứ đóng cửa lại đi đóng cửa lại bây giờ ý là đóng cửa lại giờ không có cái này sao đóng được nhưng mà tương lai mấy cân nổ mấy